Xin chào các bạn và đây là bản tin chuyển động bóng đá ngày 22 tháng 2. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất ngày hôm nay, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube Bảy Bóng Đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Điểm qua kết quả các trận cầu đáng chú ý diễn ra đêm qua. Với việc câu lạc bộ Leicester City đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 để giành lấy vị trí thứ hai, Manchester tất cả quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân Old Trafford trước cuộc tiếp đón đối thủ Newcastle. Chơi tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, Man United kiểm soát thế trận hoàn toàn và đến phút thứ 30, Marcus Rashford ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Nhưng chỉ 6 phút sau, hàng thủ của Man United chơi thiếu tập trung và để cho Stan Maximin gỡ hòa một đều. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi và Man United có được hai bàn thắng do công của Daniel James ở phút thứ 57 và pha lập công từ chấm 11m của Bruno Fernandes ở phút thứ 75. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Quỷ Đỏ Manchester United. Ở một trận đấu khác, dù phải làm khách trên sân Emirates, nhưng thầy trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn so với pháo thủ Arsenal. Cụ thể, dù ra sân với lực lượng mạnh ở cả ba tuyến, nhưng Arsenal vẫn chơi lép vế hoàn toàn trước Manchester City ở tỷ lệ kiểm soát bóng. Bàn thắng sớm ở phút thứ 2 của Raheem Sterling càng khiến cho Man City dễ đá hơn. Dù nỗ lực nhưng pháo thủ vẫn chấp nhận thua với tỷ số sát nút 0-1 trước Man City sau 90 phút thi đấu. Một trong những lý do chính khiến Ronaldo gia nhập Juventus là để giúp đội bóng này chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giành được chiếc cúp tay bạc cùng Man United một lần và với Real Madrid là 4 lần. Trong khi Bianconeri đã vô duyên với danh hiệu này suốt 20 năm qua. Mùa giải trước, Juventus đã phải dừng chân từ vòng 1/8 trước Ligue 1. Mùa giải này, ba đâm ra đã thất thủ 4-2 ở lượt đi tại vòng 1/8 trên sân của Porto và gặp những rất nhiều khó khăn trước trận lượt về. Kết quả thi đấu của họ tại Serie A cũng không mấy khả quan khi tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Inter tới 8 điểm. Ronaldo đã phải đối mặt với những chỉ trích từ người hâm mộ và Calcio Mercato tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy rất không vui vì điều này. Hợp đồng của anh với Juventus chỉ còn 1 năm nữa và CR7 đã yêu cầu người đại diện Jorge Mendes tìm kiếm bên đội mới cho anh. Dù đã 36 tuổi, nhưng Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn. Anh hiện đã có 23 bàn và 3 kiến tạo sau 27 trận trên mọi đấu trường mùa này. Riêng tại Serie A, CR7 có 16 bàn và cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với Lukaku của Inter Milan. Những thống kê này đủ để thu hút bất kỳ đội bóng nào trên khắp thế giới và Juventus hẳn nhiên chưa muốn mất anh. Ngoài những đóng góp về chuyên môn, Ronaldo còn mang tới rất nhiều giá trị về kinh tế và hình ảnh. Nếu Ronaldo muốn ra đi, có rất nhiều điểm đến tiềm năng để anh lựa chọn như PSG hay hai đội bóng cũ của anh là Man United và Real Madrid. Haaland đang là một trong những mục tiêu được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Dù mới 20 tuổi nhưng anh đã vươn tầm trở thành sát thủ hàng đầu châu Âu. Tính riêng tại mùa giải này, cầu thủ người Na Uy đã ghi tới 27 bàn chỉ sau 25 lượt ra sân trên mọi đấu trường cho Dortmund. Rất nhiều ông lớn châu Âu muốn có sự phục vụ của Haaland, trong đó đương nhiên không thể thiếu các đại gia của Premier League như Man City, MU hay Chelsea. Người đại diện của Haaland là siêu cò Mino Raiola mới đây đã đưa ra thông báo về chi phí để có được sự phục vụ của tiền đạo này. Theo đó, các bên quan tâm cần đưa ra một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần. Điều này có nghĩa đội bóng mới sẽ phải chi ra tới 78 triệu bảng chỉ để trả hóa đơn tiền lương cho Haaland trong vòng 5 năm tới. Một khoản phí khổng lồ. Đó là còn chưa kể tới mức phí chuyển nhượng. Mặc dù Haaland có điều khoản mua đứt chỉ 68 triệu bảng trong hợp đồng với Dortmund, nhưng điều khoản này chỉ được kích hoạt vào mùa hè năm 2022. Dortmund đương nhiên khó có thể đợi lâu đến vậy để bán Haaland. Họ sẽ tìm cách bán để thu về càng nhiều tiền càng tốt, ít nhất là 100 triệu bảng vào mùa hè này. Điều này có nghĩa là tổng số tiền để chiêu mộ Haaland sẽ lên tới gần 200 triệu bảng. Galarista Daniel Sport cho biết MU đang tiếp cận Fiorentina để dứt điểm thương vụ chuyển nhượng trung vệ Nikola Milenkovic. Hợp đồng của Milenkovic với Fiorentina kết thúc vào mùa hè 2022. Trong thời gian qua, hai bên nhiều lần thỏa thuận về gia hạn nhưng không tìm được tiếng nói chung. Mọi chuyện đã kết thúc, Milenkovic sẽ rời Fiorentina. Galarista viết, MU quan tâm tới Milenkovic từ lâu. Cầu thủ 23 tuổi người Serbia có thể mang tới nhiều giải pháp cho hàng thủ với vai trò trung vệ hoặc hậu vệ phải. Chi phí mà MU phải bỏ ra để kéo Milenkovic về Old Trafford
là vào khoảng 35 triệu euro, tương đương 30,27 triệu bảng. Truyền thông Pháp đưa tin, PSG vừa liên hệ với người đại diện Minorella để thảo luận ký hợp đồng với Donnarumma. PSG xem Donnarumma là giải pháp thay thế Kylian Navas để xây dựng tương lai lâu dài. Donnarumma kết hợp cùng với Milan hết hợp đồng vào cuối mùa giải này. Thời gian qua, hai bên đã có nhiều lần đàm phán gia hạn nhưng chưa có kết quả. Milan không đáp ứng được yêu cầu với mức lương 10 triệu euro mà Donnarumma đưa ra. PSG hứa hẹn sẽ biến Donnarumma thành một trong những thủ môn có thu nhập cao nhất thế giới để thuyết phục anh gia nhập sân vận động công viên các hoàng tử. Liverpool đang thể hiện sự quan tâm tới Tolisso trong kế hoạch làm mới đội hình hướng tới mùa giải 2021-2022. Mới đây, Liverpool nhận thất bại thứ tư liên tiếp trên sân nhà Anfield tại Premier League. Thảm họa thế kỷ này buộc Liverpool phải tiến hành mua sắm và Tolisso được nhắc tới như một giải pháp cho hàng tiền vệ. Tolisso hết hợp đồng năm 2022 và không có ý định gia hạn. Vì thế, Bayern Munich lắng nghe các đề nghị gửi tới cầu thủ người Pháp. Ngoài Liverpool, các đội như Chelsea, Arsenal, MU và Inter cũng rất quan tâm tới Tolisso. Dù đã bổ sung bộ đôi trung vệ Ozan Kabak và Ben Davis trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, tuy nhiên Liverpool gần như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Chính sự thiếu liên kết giữa Kabak cùng các đồng đội mới lại khiến De Kop phải nhận thêm thất bại tại Premier League, dù được chơi ngay trên thánh địa Anfield. Trong bối cảnh Virgil van Dijk còn phải ngồi ngoài, cộng thêm những chấn thương liên miên từ các ngôi sao nơi phòng tuyến, trường hợp mới nhất thuộc về Jordan Henderson, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ngấp ủ dự định chiêu mộ một trung vệ thực sự nhằm tìm lời giải cho bài toán này. Theo một tin từ Football Insider, thời điểm hiện tại, vị trí gia người Đức cũng đã xác định được mục tiêu hàng đầu, đó là cái tên Ben White bên phía Brighton. Sau màn đụng độ giữa Liverpool và Brighton hồi đầu tháng, Klopp cùng với trợ lý Pep Linder cực kỳ ấn tượng trước màn trình diễn của trung vệ sinh năm 97. Chính vì vậy, ông dự định sẽ lên kế hoạch đưa anh về Anfield vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Football Insider tiết lộ thêm, nếu muốn có sự phục vụ của Quay, dự kiến Liverpool sẽ bỏ ra khoản tiền lên tới 40 triệu bảng để thuyết phục Brighton nhà người. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.